ân tình bạc bẽo nuôi ta lớn sóng gió cuộc đời dạy ta khôn vậy nên đừng than trách mỗi khi có điều gì khó khăn ập đến với cuộc sống của bạn. bạn phạm bao nhiêu sai lầm chẳng quan trọng, bạn bước đi chậm chạp đến đâu cũng chẳng quan trọng bởi bạn vẫn có thể chiến thắng những kẻ không bao giờ biết đến hai từ cố gắng. Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội của ngày hôm qua vậy nên đừng than phiền khi gặp những khó khăn nữa hãy học cách chấp nhận chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi mục đích của đời là trưởng thành bản tính của đời là thay đổi thách thức của đời là vượt qua tinh túy của đời là quan tâm cơ hội của đời là phụng sự bí mật của đời là dám làm hương vị của đời là giúp đỡ vẻ đẹp của đời là cho đi có những lúc chúng ta không thể bắt đầu lại, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể mở đầu ngay từ bây giờ và làm nên một kết thúc hoàn toàn mới. Có những người chết ở tuổi 25 và chỉ đến 75 tuổi mới được chôn. Con người phải sống và sáng tạo, sống cho đến mức rơi lệ. Cuộc đời có đáng sống không, tất cả phụ thuộc vào người sống nó. Cuộc đời có thể là một cuộc hành trình qua biển cả sóng gió, nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng chèo lái. Cuộc đời có thể là một hành trình trắc trở, nhưng tôi biết rằng mỗi khó khăn đều mang lại cho tôi một bài học quý giá. Cuộc đời có thể sóng gió, nhưng chính trong lúc đó ta mới nhận ra rằng mình mạnh mẽ như thế nào. Cuộc đời dù có sóng gió, trắc trở tôi vẫn tin rằng mình có thể vượt qua và đạt được mục tiêu của mình. Cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng những sóng gió chính là bước đệm để ta vươn tới đỉnh cao. Cuộc đời là một hành trình, dù có sóng gió trắc trở tôi vẫn tiếp tục bước đi với niềm tin trong trái tim. Cuộc đời là sa mạc, cuộc đời cô độc cái chết đưa chúng ta trở về với nhân loại. Cuộc đời này không ngắn cũng chẳng dài, phải biết trân trọng từng giây phút của hiện tại. Sống lạc quan, luôn có lòng tin vào tương lai. Đó chính là sức mạnh để bạn vượt qua mọi sóng gió trong cuộc sống này. Cuộc đời này là cuộc chiến giữa tôi và giông bão, và tôi không bao giờ để mình thất bại. Cuộc đời như sông bão, nó sẽ không bao giờ kéo dài mãi mãi và sau cơn mưa, mặt trời sẽ sáng lên. Cuộc đời sóng gió chắc trở là để ta hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì và lòng can đảm. Cuộc đời thật ngắn ngủi và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tâm tối. Hãy gấp rút yêu thương, hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt. Cuộc đời tôi là một chuỗi của những cơn giông bão, nhưng tôi đã học được cách mỉm cười qua chúng. Cuộc sống có thể đầy sóng gió, nhưng tôi luôn nhớ rằng chúng rồi sẽ qua và tôi sẽ đứng vững. Cuộc sống được tạo nên từ vô vàn cuộc chia ly hàng gắn lại với nhau. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chính những sóng gió trắc trở mới tạo nên sự mạnh mẽ của con người. Cuộc sống này chẳng hề tặng cho ai bất cứ thứ gì cả. Những thứ cuộc sống đem tới đều có giá trên đó một cách thật kín đáo. Cuộc sống này vốn dĩ đã chẳng có công bằng rồi hãy tập sống tập thích nghi với điều đó thôi Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn đạo đức không gì hơn là lòng tôn kín cuộc sống đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn đừng đánh mất niềm tin đôi khi không nhận được những gì bạn muốn lại là một điều thật may mắn và tuyệt vời đời sống đời chết đời cười đời khóc đời thử và đời bỏ cuộc nhưng đời trông khác biệt trong mắt của mỗi người dù có bao nhiêu sóng gió khó khăn trong cuộc đời tôi vẫn luôn nhìn về phía trước bởi tôi biết sau mỗi thử thách là một cơ hội mới dù cuộc đời có đầy sóng gió và trắc trở, tôi vẫn sẽ mỉm cười và tiếp tục tiến lên. Dù cuộc đời đầy giông bão, tôi vẫn tìm thấy nơi để đứng vững. Dù giông bão có to đến đâu, tôi vẫn tin vào bình minh của ngày mới. Dù ở đâu, nếu tâm không tịnh, Cuộc sống sẽ đầy sóng gió hãy làm sáng tỏ tâm trí và đón nhận bình yên. Đừng sợ sóng gió cuộc đời bởi sau mỗi cơn bão là một bình minh rực rỡ. Đừng sợ sóng gió bởi chỉ cần kiên trì mọi thử thách rồi cũng sẽ qua. Dông bão chỉ là thử thách để tôi trở nên mạnh mẽ hơn, không phải là trở ngại để tôi dừng lại. Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt. Hãy nhớ rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng và sau sóng gió bình yên sẽ đến hãy thầm cảm ơn những lúc cuộc đời đưa bạn vào thế khó khăn bởi chỉ khi vượt qua khó khăn bạn mới có thể ngẩng cao đầu tự tin để sống tiếp. Hướng ngược gió sẽ càng hợp để bay, chính vì thế tôi chẳng sợ ngàn vạn người ngăn cản chỉ sợ chính bản thân mình đầu hàng trước mọi khó khăn. khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười khi tách cà phê đắng đã cạn người ta mới bắt đầu nhận ra dưới đáy ly vẫn còn những hạt đường ngọt ngào chỉ là do ta chưa khuấy lên mà thôi. Mỗi khó khăn, mỗi thử thách trong cuộc đời đều giúp ta thấu hiểu hơn về bản thân và cuộc sống xung quanh, mỗi lần đối mặt với sóng gió cuộc đời tôi càng nhận ra rằng mình có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng mỗi lần vượt qua sóng gió tôi càng thấy rằng cuộc sống không có gì là không thể mọi sóng gió cuộc đời dù to hay nhỏ rồi cũng sẽ qua hãy tin rằng sau những khó khăn là niềm vui và thành công nếu cứ bằng phẳng chẳng có chút gợn sóng thì đã không phải là cuộc đời rồi mọi sóng gió đến với ta hãy cứ xem nó là điều tất yếu của cuộc sống thôi đến chừng nào thì ta đạp lại chừng đó nếu cuộc đời đưa cho bạn trái chanh thì cứ yên tâm rằng hũ đường sẽ loanh quanh đâu đó Nếu không tiến lên phía trước thì bạn sẽ mãi mãi dậm chân tại chỗ mà thôi. Nếu tâm không tịnh, mọi nơi đều thành sóng gió. Hãy học cách điều khiển tâm trí của bạn và trở thành người cai quản của nó. Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ. Đọc lại. Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống và bạn phải chấp nhận sự hối hận. Người không còn có thể dừng lại để ngạc nhiên hay say mê kính sợ cũng như người đã chết, mắt anh ta nhắm lại rồi. Người lạc quan có thể thấy ánh sáng lúc tâm tối nhất cuộc đời, vì thế đừng bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống này chỉ là để bạn mạnh mẽ hơn mà thôi. Người mạnh mẽ không phải là người không gặp giông bão, mà là người biết cách vượt qua chúng. Người vượt qua được những nghịch cảnh, những sóng gió trong cuộc đời này mới là những người đáng trân quý. Như sóng không thể chỉ tồn tại đơn độc mà luôn là một phần của mặt biển nhấp nhô, Tôi không bao giờ được bó hẹp cuộc đời tôi trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống với những trải nghiệm đang diễn ra xung quanh. Những khó khăn thử thách trong cuộc đời chính là những bài học giá trị giúp ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Những sóng gió trong cuộc đời giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân mình. Quan trọng không phải anh chết như thế nào mà anh đã sống như thế nào, việc chết đi không quan trọng, nó diễn ra nhanh lắm. Rốt cuộc mục đích của cuộc đời chính là sống nó, trải nghiệm đến tận cùng, háo hức vươn ra và không bao giờ sợ hãi đón nhận những trải nghiệm mới mẻ và phong phú hơn. Sợ nhất là cả đời tầm thường, không tiến thủ, còn an ủi bản thân đó là bình thản đáng ngưỡng mộ. Sóng gió cuộc đời chẳng tự nhiên mà đến với ta, có chăng đó là những điều mà ta đã tạo ra ở kiếp trước và kiếp này phải chịu thử thách mà thôi. Sóng gió cuộc đời chỉ là cầu nối giúp tôi tiến tới những đỉnh cao mới. Sóng gió cuộc đời chỉ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn không làm tôi gục ngã. Sóng gió cuộc đời không thể ngăn chúng ta tiến tới, nó chỉ làm chúng ta trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua mọi khó khăn chỉ tạm thời hãy nhìn về phía trước. sóng gió, khó khăn là thử thách để ta tự nhìn nhận bản thân và tìm ra giá trị thật sự của cuộc sống. Sóng gió, thử thách không phải để làm ta gục ngã, mà để giúp ta nhận ra giá trị thật sự của sự kiên nhẫn và lòng can đảm. Sống trong sóng gió và trắc trở, tôi học được cách tự tin đối mặt với khó khăn và không ngại thử thách. tâm không tịnh cả thế giới trở thành sóng gió hãy tập trung vào niềm vui và hạnh phúc thật sự để đạt tới sự bình an tâm không tịnh nơi nào cũng là sóng gió hãy học cách đối mặt với những khó khăn và rối loạn trong tâm trí bạn cả những gì bạn đang trải qua, những sóng gió, những khó khăn, hãy tin rằng rồi chúng cũng sẽ qua. Thật ra, con người ta càng trưởng thành lại càng thích tìm cho mình một cách để chống đỡ mọi khó khăn ập tới. Cho dù là sóng gió gì cũng có thể vượt qua. Thế nhưng, khi con người ta trưởng thành, lại càng vô tình lãng quên cách tự yêu thương chính bản thân mình. Tôi sống càng lâu, đọc lại, tôi càng sống lâu, đẹp... đọc lại, tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn. Tôi dường như càng biết ít đi, hãy biết vừa phải, có lòng khoan dung, sống nhún nhường như thế là đủ. Tôi không thể điều khiển sông bão, nhưng tôi có thể điều khiển con thuyền của mình. Tôi sẽ cho anh định nghĩa về đạo đức, luôn tốt khi duy trì và nuôi dưỡng cuộc sống, luôn xấu khi gây thương tổn và phá hủy cuộc sống. Tôi sẽ không đợi giông bão qua đi, tôi sẽ học cách nhảy múa trong mưa. Trong cơn giông bão cuộc đời, hãy là ngọn hải đăng tỏa sáng trong đêm tối. Trong cuộc đời sóng gió và chắc trở, tôi chọn cách đứng lên mỗi lần gục ngã bởi vì tôi biết rằng mỗi thất bại chỉ là bước đệm để tôi đạt được thành công trước sóng gió chắc chở của cuộc đời tôi chọn đứng vững bởi tôi tin rằng sau khó khăn là thành công vượt qua sóng gió tôi nhận ra rằng mình có thể mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì tôi từng tưởng Mình có tài khoản Canva Pro trọn đời và tài khoản ChatGPT. Bạn nào quan tâm thì nhấn vào link bên dưới phần mô tả ủng hộ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video hôm nay. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.